Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thật sự có ý nghĩa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn. Và đặc biệt, chú trọng đến những thông tin về tiêu chuẩn đại biểu giúp cử tri chọn lựa được những người đại biểu xứng đáng là mong muốn của hầu hết cử tri. Với người dân và cử tri, mối quan tâm lớn nhất là hiểu được những vấn đề cơ bản cần thiết cho việc bầu cử. Nhiều địa phương thường thông tin trên loa truyền thanh và qua các buổi họp để người dân nắm được những vấn đề cơ bản về bầu cử như ngày bầu cử, khu vực bỏ phiếu. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhiều huyện, đơn vị, thị trấn dùng bộ loa lưu động gắn hệ thống loa trên xe và chạy vòng quanh địa bàn, nhất là những địa điểm vùng sâu, phát thanh những thông tin cần thiết về bầu cử. Từ đó giúp những hộ gia đình đi làm không có thời gian vẫn có điều kiện được hiểu thêm về công tác bầu cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử là nhiệm vụ quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cách thức tuyên truyền phải thực sự có hiệu quả chứ không hình thức. Mục đích cuối cùng của tuyên truyền là góp phần nâng cao nhận thức để người dân nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam khá lớn và liên tục tăng lên từ năm 2011 đến 2015. Tuy nhiên, bước sang năm 2016, tỷ trọng này đã bước đầu giảm so với 2 năm trước và so với cùng kỳ năm trước, 28,6% so với 29,2%. Tỷ trọng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam giảm đã góp phần làm cho nhập siêu từ Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay đã giảm so với cùng kỳ năm trước, cả về quy mô tuyệt đối 8,9 tỷ đô la Mỹ so với 10,2 tỷ đô la Mỹ, cả về tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu 153,4% so với 204,6%. Nguyên nhân chủ yếu do trong 4 tháng năm 2016, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 16,5%. Trong khi nhập khẩu từ đây giảm, kết quả trong 4 tháng đầu năm có thể là tín hiệu khả quan để cả năm 2016, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt xấp xỉ 20 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 48 tỷ đô la Mỹ, nhập siêu từ Trung Quốc ở mức 28 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn mức 32,4 tỷ đô la Mỹ của năm trước. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2015, quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của cả nước tiếp tục được cân đối, dự kiến sau khi chi trả 20% kết dư cho các địa phương kết dư quỹ, số tiền chuyển về quỹ dự phòng trung ương được khoảng 6.000 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đây cũng là năm có số địa phương bội chi quỹ tăng cao hơn so với những năm trước. Theo tính toán của Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2015 có khoảng 22 tỉnh bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó có 5 tỉnh bội chi hơn 10% quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số chi hơn 100 tỷ đồng là Quảng Nam 123%, Bến Tre 122%, Đồng Tháp 120%, Nghệ An 110%, Thanh Hóa 118%. Ngoài ra có đến 10 tỉnh có 3 năm liền bội chi và thêm một số tỉnh mới bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Có thể nói, việc cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 sẽ tiếp tục là một áp lực của ngành bảo hiểm xã hội, nhất là khi thông tư liên tịch số 37/2015/TT-LT-BIT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2016. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc được áp dụng mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 và từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 thì được áp dụng mức giá cộng thêm tiền lương. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế Đỗ Văn Đông đã ký công văn số 6957/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý Dự án Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế về việc ngừng sử dụng, thu hồi và tiêu hủy vaccine bại liệt uống TOPV, số đăng ký QLFPH02080114 chứa 3 típ virus bại liệt 1, 2 và 3. Theo đó, bắt đầu từ tháng 5 năm 2016 sẽ ngừng sử dụng vaccine TOPV bại liệt uống nói trên để thay thế bằng vaccine bại liệt uống BOPV chỉ chứa típ virus bại liệt 1 và 3, vaccine IPV, vaccine bại liệt tiêm, loại bất hoạt chứa típ virus bại liệt 2.
Hai loại vaccine thay thế này mới được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng để giảm nguy cơ bị bại liệt do virus tái độc lực, sẽ giúp tăng tính an toàn, hiệu quả trong công tác phòng bệnh bại liệt tại Việt Nam. Bộ Y tế yêu cầu dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia tổ chức thu hồi triệt để toàn bộ số vaccine nêu trên tại tất cả các cơ sở tiêm phòng trên toàn hệ thống, đồng thời phối hợp với nhà sản xuất để đề xuất phương án tiêu hủy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiều khả năng El Nino sẽ chấm dứt và hiện tượng ENSO, El Nino và La Nina trở về trạng thái trung tính trong khoảng tháng 6-7 năm 2016. Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2016, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, nhưng mức độ không gay gắt như năm 2015. Thời điểm bắt đầu mùa mưa trên toàn quốc có khả năng muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ chuyển tiếp vào tháng 4, tháng 5, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng hiện tượng dông mạnh kèm theo tố lốc mưa đá. Lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ trong tháng 5 thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40%. Các tháng 6, 7, 8 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm 5-15%. Các đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ tập trung từ tháng 6 đến tháng 8 và cần đề phòng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 9 tháng 5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Triều Tiên nói rằng nước này sẽ tiếp tục tăng cường phát triển năng lực vũ khí hạt nhân tự vệ cả về chất lẫn về lượng trong một quyết định được thông qua tại Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên. Theo KCNA, quyết định nói trên được thông qua sau một buổi đánh giá lại công tác của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trong ngày làm việc thứ 3. Ngoài ra, cũng trong quyết định trên, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua việc sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp chủ quyền của nước này bị xâm phạm trước bởi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây cũng là nội dung đã được nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhắc tới trong bài phát biểu hôm 7 tháng 5. Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức sau 36 năm trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc và các chuyên gia cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tận dụng sự kiện này để củng cố quyền lực hơn nữa. Cuộc duyệt binh truyền thống kỷ niệm 71 năm ngày chiến thắng phát xít Đức diễn ra trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Nga. Lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow năm nay có sự tham gia của 10.000 quân nhân với khoảng 170 loại vũ khí hạng nặng, bao gồm 71 máy bay và trực thăng, tượng trưng cho 71 năm. Ngoài ra, lực lượng không quân vũ trụ Nga cũng sẽ lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh chiến thắng sau khi được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 2015. Các khí tài quân sự xuất hiện trong lễ duyệt binh bao gồm xe bọc thép Tiger, tăng chủ lực T-90, siêu tăng thế hệ mới T-14 Amanta. Các dòng xe chiến đấu bộ binh, hệ thống pháo tự hành và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JAS. Duyệt binh quân sự kỷ niệm 71 năm ngày chiến thắng phát xít Đức cũng được tổ chức đồng thời tại 26 thành phố trên toàn nước Nga. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đã diễn ra lễ kỷ niệm 71 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2, 1945-2016. Vào ngày 8 tháng 5 hàng năm, châu Âu thường tổ chức các hoạt động chào mừng chiến thắng phát xít và để đánh dấu sự kết thúc một cuộc chiến tranh phi nghĩa được coi là tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Bộ trưởng dầu mỏ Iran Bizan Namda Zangane tuyên bố nước này hiện không vấp phải bất cứ trở ngại nào trong nỗ lực giành lại thị phần đã mất trên thị trường dầu mỏ thế giới sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Tehran được bãi bỏ hồi giữa tháng 1 vừa qua. Phát biểu trước báo giới bên lề triển lãm dầu mỏ và khí đốt quốc tế lần thứ 21 đang diễn ra tại thủ đô Tehran của Iran, ông Zangane cho biết xuất khẩu dầu thô và khí ngưng tụ của Iran hiện đạt tổng cộng 2,45 triệu thùng một ngày so với mức 1,35 triệu thùng thời điểm trước khi cấm vận kinh tế chưa được bãi bỏ. Theo người đứng đầu ngành dầu mỏ Iran, việc thực thi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran đạt được với nhóm P5+1 hồi tháng 7 năm ngoái đã mở đường cho quốc gia Hồi giáo này thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó có lĩnh vực dầu khí. Tuy nhiên, ông Zangane nhấn mạnh Iran hiện rất cần công nghệ và đầu tư nước ngoài để khôi phục nền kinh tế đất nước. Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến sản lượng dầu thô của Iran giảm từ 3,9 triệu thùng một ngày xuống còn 2,7 triệu thùng một ngày, đồng thời hạn chế các nguồn đầu tư nước ngoài và ngành dầu khí của nước này. Nhà chức trách Canada cho biết thảm họa cháy rừng tại miền đông bắc nước này đã tăng gấp đôi kích thước. Đồng thời, nhà chức trách Canada cảnh báo rằng tình hình tại tỉnh Alberta, nơi sản xuất dầu cát, là không thể đoán trước được vì cực kỳ nguy hiểm. Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Brad Gooden cho biết, sau 7 ngày hoành hành, cháy rừng đã lan rộng nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát, bất chấp nỗ lực không ngừng nghỉ chạy đua cùng thời gian của hơn 1.400 nhân viên cứu hỏa cùng hàng trăm phương tiện thiết bị chữa cháy.
Kể từ khi bùng phát hôm 2 tháng 5 đến nay, đã phát sinh 49 đám cháy. Ít nhất 7 vụ đang vượt quá tầm kiểm soát khi tăng gấp đôi kích thước cũng như mức độ tàn phá. Chỉ trong một ngày 8 tháng 5, giặc lửa đã thiêu rụi 200.000 hecta rừng, đồng cỏ ở phía bắc tỉnh Alberta. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã sơ tán được gần 80.000 cư dân ở thành phố Fort McMurray, trong khi còn khoảng 25.000 người khác vẫn đang bị mắc kẹt tại các thị trấn phía bắc. Việc sơ tán phải dùng tới máy bay trực thăng do các con đường đã bị lửa phong tỏa. Phần lớn Fort McMurray đã trở thành thành phố ma khi hơn 1.600 ngôi nhà và công trình ở đây bị thiêu rụi hoàn toàn. Giới chức Canada lo ngại rằng nền nhiệt độ tiếp tục cao trên 30 độ C và gió khô thổi với vận tốc 40 km/h trong những giờ tới sẽ làm cho lửa cháy dữ dội và lan rộng hơn. Dự báo thời tiết cho thấy sẽ không có mưa ở khu vực này trong 2 tuần tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22 tháng 5 năm 2016. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là quyền lợi của mỗi công dân. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.